Hello, chào mọi người, mình tên là Thúy Cưng, là học viên của Monday. Mình học ở Monday được tới đây là được 8 tháng rồi. Và bây giờ mình đang cầm visa chính thức. Mình đã đậu được trường Đông Nga. Em rất là cảm ơn Monday đã đồng hành với em trong suốt khoảng thời gian từ tháng 2 tới bây giờ. Và giờ em đã cầm được visa chính thức, rất là vui. Cảm ơn mọi người, yêu mọi người. Yeah.